Hello! Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái nội dung cực kỳ hot trong ngày hôm nay Đấy chính là về cái nội dung về BNB tăng vọt ATH mới khi mà nó đã vượt qua được cái đỉnh cũ Ok! Vậy thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình về cái giao diện Đây là cái giá của BNB ở trên sàn giao dịch BNC Hiện tại nó đang có giá là 698 đô và ở đây thì mọi người cũng có thể tìm hiểu một chút về Binance là gì cũng như là BNB là gì. Binance là một cái sàn giao dịch cực kỳ lâu uy tín ở trên thế giới. Đây là cái sàn giao dịch top 1 trên thế giới. Vậy thì BNB là cái đồng tiền mã hóa cơ bản của hệ sinh thái Binance trên. Và đây là cái đồng coi gốc của BNB và Binance Smart trên. Và BNB có thể là dùng để giao dịch thanh toán phí trên sàn giao dịch tiền mã hóa Binance và đây là một trong những cái token có cái tiện ích phổ biến nhất trên thế giới và BNB có rất là nhiều các ứng dụng được dùng nhiều trong từng trường hợp. Và BNB được ra mắt thông qua một đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu hay còn gọi là ICO diễn ra từ ngày 26 tháng 6 năm 2017. Đến hôm nay là hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024. Ok, vậy thì ở đây mọi người có thể thấy là với nhiều cái ứng dụng khác nhau trong cả cái hệ sinh thái BNB trên và hơn thế nữa thì BNB phục vụ cho nhiều cái mục đích và ban đầu được ra mắt dưới cái dạng là token ERC20 trên blockchain Ethereum BNB được chuyển sang BNB trên và mặc dù tổng cái nguồn cung ban đầu được đặt ở mức 200 triệu đồng coi nhưng mà nguồn cung đã giảm dần do các cái đột đốt định kỳ và giá hiện tại của BNB sẽ được cập nhật ở đây trong video ngày hôm nay mọi người nhé và hiện tại thì mọi người có thể nhìn thấy là cái mức giá hiện tại của BNB đang là 698 đô. Và trong hôm nay thì nó đã tăng vọt lên và các cái báo lớn cũng đã đưa tin ví dụ như là tạp chí Bitcoin này, Coin 68 cũng đã đưa tin là BNB lập ATH mới ở cái mức giá là 716 đô. Toàn cái hệ sinh thái nhấp nhổm theo. Thì ở đây mọi người cũng có thể xem ở cái um, biểu đồ này. Biểu đồ này là ở trên coin market cap mọi người nhé. Và mọi người có thể xem ở đây thì mình đang xem trong trong một năm trở lại đây mọi người nhé Trong một năm trở lại đây thì mọi người có thể thấy là vào mùng 6 tháng 9 năm 2023 thì giá của nó đang làm 262 đô Và ở đây thì mọi người có thể thấy nó đang ở cái mức này Và sau đó thì nó đã tăng vọt lên Nó đã tăng vọt lên ở đây thì mọi người có thể thấy là vào 16 tháng ngày 16 tháng 3 thì nó đang có cái giá là 632 đô. Và ở đây thì mọi người có thể thấy này, trong ngày hôm nay. Trong hôm nay là ngày mùng mùng 4 tháng 6, mùng 5 tháng 6 thì nó đang có cái mức giá là 626 đô. Và ngày hôm nay thì nó đã tăng vọt lên là 724 đô rồi mọi người nhá. Và đây, 716 đô thì mọi người cũng có thể thấy là cái mức giá của nó tăng vọt và nó vượt qua cả cái ATH. Và ở đây thì mọi người cũng có thể nhìn thấy này. Và các cái trang báo lớn cũng đã đưa tin trong ngày hôm nay BNB tăng vọt lên ATH mới khi mà Binance Smart Chain hoạt động mạnh mẽ Và BNB đang có cái biểu hiện đáng chú ý trong cái thị trường tiền điện tử Với cái giá của nó đã đạt cái mức cao nhất mọi thời đại Và phân tích toàn diện thì sẽ xem xét các cái biến động Trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày của BNB xu hướng vốn hóa thị trường và cái sự tăng trưởng ổn định trong các cái giao dịch hàng ngày trên Binance Smart Chain và bằng cách phân tích các cái chỉ số quan trọng này thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái vị trí hiện tại và tiềm năng tương lai của BNB mọi người nhé. Thì ở đây là sẽ có cái phần là phân tích biểu đồ hàng tuần và hàng ngày của BNB. Trên cái biểu đồ hàng tuần thì BNB thể hiện cái sự tăng trưởng mạnh mẽ, duy trì ổn định và không có cái sự sụt giảm như các cái đồng coi khác. Và giá ATH hiện tại của nó là 704 và vượt qua ATH trước đó là 690 đô mọi người nhé. Theo đây mọi người cũng có thể nhìn thấy trên màn hình về cái biểu đồ của BNB hàng ngày và cái sự kiên định của BNB cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ và động lực tăng được củng cố bởi thất bại của người bán trong việc đẩy giá trở lại bên trong đám mây và thể hiện được áp lực à, bán giảm dần và cái sự ổn định trên đám mây báo hiệu rằng là người mua vẫn kiểm soát củng cố thêm cái triển vọng tăng giá cho BNB. Ok, thì mọi người cũng có thể xem thêm cái bài trên uh, website của Coi68 thì ở đây mọi người cũng có thể là thấy là chỉ trong 24 giờ qua BNB đã nhảy vọt hơn 11%, lướt cán vượt 700 đô, xác lập kỷ lục ATH mới và mức đỉnh gần nhất mà đồng coi này đạt được đấy là 690 đô vào tháng 5 2021 mọi người nhé. Ở đây thì về khối lượng giao dịch thì khoảng 3,3 tỷ USD BNB đã được sang tay trong 24 giờ. Đồng coi này đang nắm giữ là 107 triệu 107 tỷ USD vốn hóa thị trường mọi người nhé. Thì ở đây mọi người cũng có thể xem về các cái thông tin Theo cái uh, thông lệ thì cái đà tăng BNB được củng cố bởi Binance, Lapun và Lapat Và cái nền tảng này khuyến khích người dùng nắm giữ và staking BNB để farm cái đồng coin mới trước thềm của chúng niêm yết Và tần suất Lapun, Lapat niêm yết dày đặc trong cái thời gian góp phần đáng kể giúp sàn giao dịch crypto lớn nhất hành tinh không những giữ chân người dùng mà còn trợ giá cho đồng coi của sàn mình đấy là Binance và uh, BNB ấy, mọi người nhé Ok, thì mọi người có thể thấy là hiện tại cái đồng coi này đang có cái mức tăng trưởng rất là mạnh Và mọi người cũng có thể xem ở cái phần biểu đồ bên này và cái mức giá của nó ở đây mọi người nhé và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho mọi người về cái thông tin cực kỳ là mới nhất trong ngày hôm nay đã về cái thông tin là BNB tăng vọt lên ATH và nó hoạt động mạnh mẽ ở các cái mức giá như thế này thì mọi người có thể thấy là đây là một cái đồng coi khá là tiềm năng và mọi người hoàn toàn có thể là tham gia Đầu tư, và đây không phải là lời khuyên đầu tư mọi người nhé Mọi người nên cân nhắc trước khi mà đầu tư bất kỳ cái đồng coi nào Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc là góp ý nào Thì mọi người cứ để lại câu hỏi và góp ý ở phần comment Thì mình sẽ hỗ trợ và phản hồi cho mọi người mọi người nhé Thank you mọi người